Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em, tiếp tục hôm nay em lại là chuyên viên review của cửa hàng Thi Mô Tô, lại cập nhật cho anh em hai dòng xe mới về cửa hàng. Một cặp Honda CBR 150 và CB 300R, rất là keng luôn, đăng ký cùng đời luôn. Rồi, anh em nào chơi thì liên hệ sớm và cho em nha. Đầu tiên sẽ là một con dòng Sport City cỡ nhỏ để cho anh em mình, anh em nào mà mới tập chơi hoặc là tài chính trong phép cho phép khoảng tầm dưới 40 củ nè, tầm 40 thôi là anh em có xe chạy rồi và có trang bị ABS đầy đủ ha. Bản này là Honda CBR 150R, đăng ký 2019. Con này là nhập Indo, form nhỏ gọn cực kỳ. Đó, gọn, vừa gọn và vừa nhẹ nữa. Phù hợp cho phái đẹp cũng có thể chơi mô tô ha, gọn nhẹ, dễ thương. Phiên bản này là phiên bản One Hot Racing ha, màu đỏ trắng đen đó, màu đặc trưng của Honda luôn, rất đẹp. Trang bị thì có trang bị jacket nè, và một cái khúc slip on bô đồ chơi ha, đó, rất là nổ, rất là êm. Cái lon ô dài, bô dài thì nổ rất khá là êm anh em. Con này rất là đẹp, zin nguyên con, máy móc chưa đụng chạm, dàn áo còn rất là liền lạc luôn ha, chưa đâm đụng tái ngã gì hết. Odo mới có 11.000 thôi anh em. Chất xe phải nói là cực kỳ đẹp, từng ốc tán nha, dĩa thì rất là dày. Đây, ha. Trang bị ABS đầy đủ hai kênh cho anh em luôn, vỏ zin theo xe còn luôn nè, IRC. Đó, chất xe là quá đẹp để cho anh em mình chơi trải nghiệm, chơi lướt, chơi tập chạy con tay, chung hình thức nào cũng được. Và đi tô cực kỳ ngon. Lợi thế ở đây là bình xăng phía trước dung tích nó khoảng tầm 8 tới 10 lít hay 10 12 lít gì đó, em chưa không có nắm rõ thông số ha anh em. Nhưng mà phía trước của anh em là nếu mà anh em đổ đầy bình là anh em chạy Đà Lạt khỏe re rồi, không phải cần mở cốp lên đổ xăng đâu. Những cái dòng xe bình xăng trước thì nó hỗ trợ cho anh em một vấn đề đó. Nước sơn là còn rất là mới luôn nha anh em. Đó, dán cái miếng tem hông nè, tem trên bình xăng, rồi nắp bình xăng, rồi ổ khóa rùm lum hết. Bộ đề can đó cũng phải tốn 1.2 triệu á. Đây nhập Indo ha, Honda Malaya Indo gì đó, rất là đẹp. Máy móc là nguyên bản hết, ốc tán luôn, rất là keng luôn nha anh em. Đó, em quay full chi tiết cho anh em luôn ha, chưa đâm đụng té ngã gì hết. Lô một cái lon AK, lon dài, nổ rất là hay, chàm ấm, không ồn ào, không gây khó chịu cho người bên cạnh và người sau lưng. Đó, yên này thì cũng không cũng là hai tầng á, nhưng mà hai tầng thấp anh em, và bảng yên rộng rãi, hỗ trợ người ngồi sau ngồi cực kỳ êm ái luôn. Đuôi zin, xi nhan zin còn đầy đủ, biển Sài Gòn nha. Biển số cũng dễ thương nè, 68635. Lộc phát lộc, con dê, dê lớn, quá ok luôn. Phuộc này, phuộc ống lồng mẫu cũ mà nè, mẫu này 2019. Thì hết cái mẫu đời này thì bắt đầu mới up lên cái đời 2021 á. Từ 2021 thì Honda mới chỉnh dáng lại thành giống như là con CBR 250RR ha. Đó, nhông dĩa rồi sáng đẹp hết trơn. Đó, anh em sang tên rút hồ sơ ủy quyền, hoặc là những anh em nói sao chỉ ưng thì cứ chốt giùm em, em cho ship toàn quốc luôn mà. Máy móc là em cam kết nha, zin máy móc bảo hành 3 tháng,
và đặc biệt con này em bao cho anh em dắt thợ thầy tới xem luôn nha. Xe có sao em tả vậy? Tả để anh em mua chứ không phải tả để chơi chơi đâu anh em. Đây, ô đô chuẩn, bao không tua gì hết nha. 11.222, một con số rất là đẹp luôn. Bô nổ là êm nha, êm ái luôn nha, cực kỳ hay. Anh em nghe tiếng red light của nó, thử thêm tiếng bô như thế nào để mình cảm nhận được ha. Khá là êm ái, đi hậu sẽ gọi là nó sẽ ổn định hơn rất nhiều nha anh em. Ok, chỉ có 40 cũ 8 thôi, đăng ký 29 ha. Một em Honda CBR biển Sài Gòn ABS luôn, rất là đẹp, màu đỏ trắng đen. Rồi em sẽ chuyển mẫu qua con Honda CB300, dòng này thì cũng gọi là dòng nội đồng cố đá, dòng Snellbox cà phê pha trúc cổ điển và hiện đại. Đó, đàn em của CB1000 và CB650. Đó, nói chi nhiều, nhìn dáng là anh em đã thấy cái độ phấn khích rồi. Rất là dễ chơi. Đó, dòng này thì kết hợp giữa đi phố, đi tour, đó, đi chơi hoặc là anh em nào mới tập chơi trải nghiệm vẫn có thể là sử dụng con này thần thục ha. Em này thì quá là đẹp. Trong bên em bán thì cũng hỗ trợ cho anh em bốc CC. Đây ví dụ như đây là một em chẳng hạn, thì anh trai cũng mới tập chơi mô tô đó, sẽ chọn những mẫu xe cỡ nhỏ trước, form dáng cao ráo để mình gọi là mình làm quen với dòng xe, rồi mình sẽ chuyển hướng lên dòng sport bike hay là next bike hay là touring gì đó, rất là do tùy mình luôn. Bên em vẫn hỗ trợ cho mình hết nha. Máy móc là nguyên bản ha anh em ha. Đó, đồ chơi trang bị con này thì có che két chống đổ nè, chắn gió, rồi đèn trợ sáng, có được một cây đèn trợ sáng ha. Đây, máy móc rất là đẹp nha. Thì bên em cũng đã rửa dọn sạch sẽ full chi tiết cho anh em rồi. Phuộc cực kỳ ngon luôn, Honda được cái dàn phuộc, dàn chân rất là cứng cáp nha. Phuộc upside down Showa, phuộc treo sau cũng là Showa luôn nha anh em. Nên là độ êm ái của nó là tuyệt vời mặt trời luôn. Đây nhông dĩa cũng là nhông chích mới luôn nè. Đó, quá là đẹp. Cặp vỏ cũng mới toanh Aprilia. Đó, dài chỉ đầu tròn rất là đầy luôn. Đây cặp vỏ còn rất là dày luôn nha, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đồ zin đôi zin cũng còn đầy đủ hết à. Lên được cái bao tay Daytona nè. Đó, cầm chắc nó sẽ ok hơn. Đó, full chức năng, máy móc là nguyên bản ha. CB300 79 cũ 8 đó, quá đẹp luôn. Số toàn số đẹp không. Cơ bản là những dòng xe một máy như thế này thì cái lực, cái mô men xoắn rất là cao ha, cái tọt nó cũng cao luôn, nên là ga đầu của anh em đi cảm giác nhẹ nhàng thoải mái luôn. Cứ dặn là có, dặn là nhóm nha. Yên này thì chiều cao yên nó cũng rơi vô khoảng tầm 790 đó, cũng khá là hơi cao một chút. Anh em mà trên máy 65 thì sẽ dễ dàng hơn đó. Nước sơn zin cực đẹp luôn, đủ đồ chơi. Rồi, ốc tán là rất là ngon ha anh em ha, sáng chân à. Này mà đem sổ ra xào bơ nó là hết bài luôn đó. Ốc nhớt thì còn rất là mới luôn nè, này mới nổ máy lên, nhớt nó bắn lên nè. Nhớt này nhớt đỏ phất siculin gì đó, nhớt đỏ rất là mới luôn. Em vẫn tặng nhớt nón cho anh em mình mà. Đó, quá đẹp, quá ngon. Tầm giá này thì tập chơi dòng này lá là ok anh em, vừa tiết kiệm xăng, vừa bền về máy móc, đỡ chi phí bảo dưỡng các thứ, và dáng ngồi cũng khá là thoải mái, cao ráo, gọn nhẹ, phù hợp với tất cả các loại thời trang luôn. Ở nguồn đùi chạy nó cũng đẹp đó anh em. Chung là đầy đủ chức năng hết.
đầy đủ mát xin đèn chợ sáng và các thứ hết nha. Đây, anh em nào thấy hợp nhãn hợp lý với túi tiền của mình thì có thể liên hệ về sớm cho bên cửa hàng em để giữ xe này cho anh em nha. Đó, một cặp Honda CBR 150R giá 40 cụ 8 và CB 300R 2019 giá là 79 cụ 8. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ về sớm cho em nha. Em còn rất là nhiều xe chuẩn bị lên cho anh em nè. Đó, Ninja 400, CB 650 và Leo Sino 500. Thì em sẽ cập nhật clip từ từ cho anh em. Đây, xin phép chào tạm biệt anh em và hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo. Anh em có cần tham khảo thêm các mẫu xe thì chỉ cập vào website thimototuduc.vn giùm em nha. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chày xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán luôn không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.